Thưa các anh chị, trường hợp một thiếu niên chưa đến tuổi thành niên, tức là chưa đủ tuổi để sử dụng xe phân khối lớn, đã sử dụng một chiếc xe phân khối lớn và tông vào một sản phụ, một thai phụ, làm người này chết và thiếu niên đó cũng bị tử vong, một bài học rất lớn cho chúng ta. Và về mặt tố tụng hình sự thì người giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe phân khối lớn như vậy có bị trách nhiệm hình sự hay không? Chúng ta cùng nhau trao đổi vấn đề này ngay tại đây và ngay bây giờ, vì bởi lẽ nó liên quan rất thiết thân đến chúng ta. Chúng ta thương con chúng ta, con chúng ta nhiều khi thích theo thời thượng, thích đi xe phân khối lớn, nhưng các em còn bé chưa đủ năng lực hành vi để điều khiển xe về cả pháp luật lẫn thực tế, vì những xe trên 450 phân khối rất khó điều khiển, thưa các anh chị. Dù một người chưa đủ tuổi sử dụng xe phân khối lớn ở Đắk Lắk gây tai nạn, nhắc cho chúng ta rằng trách nhiệm của người lớn đối với con cái và xã hội, một bài học quá đắt giá vì trả giá bằng mạng người. Một thanh niên ở Đắk Lắk mới 16 tuổi nhưng đã lái xe phân khối lớn rồi gây tai nạn khiến bản thân và một thai phụ tử vong. Dư luận, chuyên gia pháp lý cho rằng cần điều tra làm rõ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm người giao xe. Và ngày 4 tháng 7, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý xác minh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2 tháng 7 tại đại lộ Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, khiến một nam thanh niên và một thai phụ tử vong. Cụ thể, mô tô phân khối lớn do Phạm Nguyên C, 16 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển, va chạm với một xe máy cùng chiều do chị Nguyễn Thị H, 26 tuổi, phường Khánh Xuân, cầm lái, hậu quả cả hai đều tử vong. Xót xa hơn, người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 5. Rồi chúng tôi xin dừng lại một phút để chia buồn với gia đình của thai phụ và cả gia đình của thiếu niên điều khiển xe đó. Sự mất mát này là không mong muốn, thưa các anh chị. Chiếc mô tô do Phạm Nguyên C điều khiển gây tai nạn mang biển số 47A100731, chủ sở hữu là ông Phạm Văn L. Ông là bố của thanh niên C. Chiếc xe trên thuộc hãng Yamaha rồi R1M đời 2020 do Nhật sản xuất, dung tích 998cc, nghĩa là 1000cc đó vậy, người ta hạ bớt để theo kiểu nó như vậy. Đây là loại xe hai bánh từ 175 phân khối trở lên, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 7 năm 2022. Dư sự kiện đau lòng trên khiến dư luận sục sôi đề nghị làm rõ trách nhiệm người giao xe cho thiếu niên C và xử lý nghiêm. Bởi theo luật giao thông đường bộ hiện hành, người điều khiển mô tô hai bánh từ 175cm, từ 175 phân khối trở lên phải đáp ứng đủ hai điều kiện, đủ 18 tuổi trở lên và có giấy phép sử dụng xe hạng A2. Và ông bố của thiếu niên kém may mắn này là một quan chức đầu tỉnh, thưa các anh chị. Ông phải am tường pháp luật và phải hiểu việc giao xe cho con mình đi như vậy là trái pháp luật, đồng thời có thể gây nguy hiểm cho chính con mình và cho những người tham gia giao thông khác. Mà cũng cho, có giả thuyết cho rằng thiếu niên này đã tự ý lấy xe đi trong trường hợp đột xuất. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng xã hội, người ta đã tìm được các video trên trang TikTok của thanh thiếu niên tên C này đăng hình ảnh bản thân vi vu viết chiếc Yamaha R1M nhiều lần. Tức là cậu này đã sử dụng xe này rất nhiều lần như là một vật sở hữu riêng của mình, thưa các anh chị. Mà chúng ta so sánh với những án lệ tương tự trước đó có những trường hợp giống như vậy không, và nhà chức trách xử lý như thế nào? Tại Đắk Lắk, trước đó cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự người giao xe cho người khác chưa đủ tuổi điều khiển. Cụ thể, tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hoàng Việt, sinh năm 2005, trú xã Cư Y Bu, thành phố Buôn Ma Thuột, về tội giao xe giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 264 Bộ luật hình sự. Còn trước đó nữa, ngày 7 tháng 9 năm 2022, tại giao lộ Phan Bội Châu, Đoàn Doãn Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khác. Xe đạp điện do cháu Phạm Hưng B, sinh năm 2010, điều khiển chở chị gái Phạm Trần Nhã U, sinh năm 2009 đi học, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy do Nguyễn Anh T, 2006 điều khiển, chở theo nữ sinh Phạm Mộc Quê. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nhẹ, riêng cô Nhã U bị chấn thương sọ não, thương tật 79%.
Cơ quan công an xác định Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho Tây điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe. Do đó hành vi của Việt đã phạm vào tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhằm tham gia giao thông đường bộ. Một luật sư nói rằng cơ quan chức năng cần xác minh vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, tức là vụ giao thông ở Đắk Lắk mà chúng tôi nêu ở đầu bài. Nếu đủ yếu tố cần khởi tố vụ án, đồng thời xem xét trách nhiệm dân sự, hình sự đối với người giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, chưa có giấy phép lái xe được quy định tại điều 264 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đặc biệt chúng tôi thấy rằng đã có xuất hiện dấu hiệu bao che và không bình thường trong vụ việc này. Theo đó, một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột nói rằng hiện tại đại lộ Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột vẫn chưa chính thức thông xe. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến 4 người chết. Cũng theo vị này, chiếc xe sơ chạy, tức là chiếc xe 998 phân khối của con một vị quan chức ở Đắk Lắk chúng tôi nêu ở đầu trên, đã chạy gây tai nạn đứng tên người khe. Hành vi giao xe phân khối lớn cho người chưa đủ tuổi sử dụng sẽ bị xử lý hành chính, trách nhiệm liên quan bồi thường thiệt hại. Phát biểu này của ông công an hoàn toàn sai pháp luật. Nếu đã xác định đây là hành vi giao xe phân khối lớn cho người chưa đủ tuổi sử dụng thì phải xem xét trách nhiệm hình sự đối với vị quan đầu tỉnh này theo điều luật 264 Bộ luật Hình sự về tội giao xe cho người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, chứ sao lại xử lý hành chính và trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Như vậy, ông cảnh sát giao thông này phát biểu quan trọng sai và có dấu hiệu bao che. Chúng tôi cũng đề nghị làm rõ phần này. Xin cảm ơn các anh chị.